Xin chào anh chị em nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Thành Quả Stock. Thì trong video ngày hôm nay Thành sẽ cùng với anh chị chúng ta cũng sẽ bàn luận với nhau về một chút về cái ngành chứng khoán. Thì ở trong những cái giai đoạn trước á, thì Thành cũng đã trong kênh của Thành cũng đã có làm một cái video phân tích rất là chi tiết về các cổ phiếu thuộc nhóm ngành chứng khoán rồi, và trong đó Thành cũng đã phân tích cụ thể là các lợi thế của từng cái cổ phiếu rồi. Thì anh chị em nào chưa xem á thì mình có thể là xem lại cái video đó để mà mình cân nhắc và mình chọn lựa về một cái cổ phiếu chứng khoán. Đây là một tháng trước này Thành có chia sẻ và Thành có phân tích cho anh chị em rồi. Anh chị em nào có theo dõi ấy, thì ở thời điểm hiện tại là chúng ta cũng đã chọn lựa và chúng ta cũng đã hình dung ra được chúng ta hiện tại là nên đầu tư vào cổ phiếu chứng khoán nào trong cái nhóm ngành chứng khoán như vậy. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau bàn luận lại và nói lại một chút. Thì ở cái giai đoạn một tháng trước ấy, là chúng ta sẽ nói về nhóm ngành chứng khoán và nói về báo cáo tài chính kinh doanh quý 3, và ở báo cáo tài chính kinh doanh của cái thời điểm đó là sau khi mà phân tích xong là nói về báo cáo tài chính kinh doanh quý 3. Và bây giờ chúng ta sẽ nói một chút về cái báo cáo tài chính kinh doanh quý 4. Đương nhiên thì ở thời điểm hiện tại chúng ta cũng chưa có những cái số liệu cụ thể, và ở lúc này thì Thành chỉ phân tích dựa trên những cái góc nhìn của quý 3 và những cái sự tăng trưởng của các cái cổ phiếu, và thông qua những cái động thái như là tăng vốn của các cổ phiếu thuộc công ty chứng khoán đấy. Các công ty chứng khoán họ liên tục có những cái chính sách tăng vốn để mà tăng cái sức cạnh tranh của mình ở trên cái nhóm ngành này. Bởi vì ở thời điểm hiện tại thì anh chị em cũng thấy rồi, dòng tiền đang tìm đến các cổ phiếu thuộc nhóm ngành chứng khoán tương đối lớn, và chúng ta sẽ thấy là thị trường chứng khoán lúc này thanh khoản có sự tăng vọt so với những giai đoạn trước rất là nhiều rồi. Thậm chí các cái cổ phiếu mà trước đây thanh khoản lèo tèo, không có thanh khoản mà không giao dịch được, thì ở thời điểm hiện tại đây có các cổ phiếu đó nó cũng đã có thanh khoản rồi, và thanh khoản có thể là tốt hơn rất là nhiều so với các cổ phiếu ở trên thị trường nữa. Cái sự cải thiện và cái sự tăng trưởng rất là tốt đối với các về cái tính chất thanh khoản. Thì ở đây Thành sẽ không nói về cái tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp, nên là đôi khi anh chị em cũng hay tranh luận với nhau là cái doanh nghiệp này có gì đâu, nó không tăng trưởng, nhưng mà tại sao là giá cổ phiếu lại tăng như vậy. Thì ở đây chúng ta chỉ nói về cái tính chất của thanh khoản, có nghĩa là ở thời điểm tại cái dòng tiền rẻ ở ngoài thị trường đang đổ vào thị trường chứng khoán rất là nhiều đấy, và những cái lực cọc vẫn đang chờ mua ở những vùng giá bên dưới. Thì hôm nay chúng ta nhìn vào thị trường, chúng ta cũng có thể thấy đó, cái việc mà thị trường hôm nay có những cái tín hiệu rút chân khi mà chạm được cái vùng giao nhau giữa đường EMA 10 và EMA 20, thì đây là một cái tín hiệu cực kỳ tốt cho chúng ta, thấy một cái tín hiệu là chỉ số đang có những cái phiên test cung rất là tích cực trong những cái giai đoạn sắp tới. Và giai đoạn trước chúng ta thấy là chỉ số liên tục test về EMA 20 và đều có tín hiệu bật lên trở lại, đây là những tín hiệu rất là tốt. Và trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay chúng ta đã thấy một cái tín hiệu nó khả quan hơn một chút, có nghĩa là thanh khoản có dấu hiệu là suy giảm so với phiên trước đó, và chúng ta thấy là chỉ số test về cái điểm giao nhau giữa EMA 10 và EMA 20 á, nó sẽ cho chúng ta một cái góc nhìn là hôm nay là một cái phiên test cung tương đối là ổn của chỉ số trong phiên giao dịch ngày hôm nay, khi mà chúng ta thấy là trong phiên có lúc giảm đến 9-10 điểm luôn, nhưng mà sau đó lại có những cái tín hiệu lực cầu quay trở lại và khiến cho chỉ số rút chân và đứng trên, vẫn giữ vững trên EMA 10 và EMA 20 và vẫn duy trì trong cái biên độ từ 1470 điểm cho tới 1480 điểm. Thì đây là một cái biên độ Thành nghĩ là chỉ số cũng cần phải có vài phiên để tích lũy, như Thành đã nói trong những video trước rồi. Thì tính tới thời điểm hiện tại thì quan điểm Thành cũng vẫn không thay đổi quá nhiều, việc chỉ số tích lũy quanh cái biên độ này sẽ là một cái tín hiệu tốt, một tín hiệu tích cực để tạo đà tăng cho chỉ số trong những giai đoạn phía sau. Vì thế là ở giai đoạn giữa tuần á, nếu mà chỉ số vẫn giữ nhịp tích lũy này tốt á, thì nhiều khả năng ở giai đoạn giữa, từ giữa tới cuối tuần này, thì nó sẽ có chỉ số sẽ có những nhịp tăng và tiến lên thử thách lại cái mốc kháng cự quanh 1500 điểm này. Thì ở những cái lần thử thách thứ hai á, Thành nghĩ là cần phải có sự hấp thụ nó tương đối mạnh. Vì giai đoạn trước chúng ta thấy là khi mà chỉ số thử thách 1500 điểm á, thì tại lúc đó thanh khoản vào rất là nhiều. Chúng ta để ý thanh khoản của giai đoạn trước khi thử thách mốc 1500 này, thanh khoản này vào rất là nhiều. Thì khi mà chỉ số quay lên tăng ở thời điểm trong những cái giai đoạn thử thách lại cái vùng này á, thì cần phải có một cái lực cầu tương đối mạnh để hấp thụ lại cái lực cung tại những vùng này. Vì đôi khi một số anh chị mình mua ở những vùng này á, thì nó cũng tính đến thời điểm tại cũng một số cổ phiếu nó cũng chưa về bờ. Nếu mà chúng ta mua khi mình thị trường đạt quanh mốc 1500 điểm, và cũng có thể tùy ngành nha anh chị, một số ngành là giảm rất là sâu đấy. Thì khi mà thị trường lên, thị trường phục hồi như vậy thì các lực chút lời nó phải bắt buộc phải có, và quan trọng là cái việc hấp thụ cái lực cầu nó như thế nào. Thì anh chị em có để ý lại đi, sau những nhịp điều chỉnh thì thị trường mà những cái tín hiệu phục hồi lên trở lại, thì là dòng tiền trong cái giai đoạn phục hồi nó tương đối thấp, và sau đó là nó lại có những cái tín hiệu tăng mạnh mẽ và dòng tiền tiếp tục vào ở những giai đoạn phía sau. Ở đây Thành thấy vẫn là một cái tín hiệu hoàn toàn bình thường của thị trường chung mà thôi, nên là chị em nào có đầu tư vào những cái lúc này chúng ta đang có thể là cảm thấy hoang mang và chúng ta không biết là thị trường sẽ diễn biến theo xu hướng nào, thì Thành thấy đây cũng là một cái tâm lý dễ hiểu của nhà đầu tư.
Chính vì cái tâm lý này nó mới dẫn cho tới cái việc là thanh khoản trên thị trường nó vẫn duy trì mức thấp như thế này, và một số cái tâm lý ở giai đoạn cận Tết nữa, nên là cái thanh khoản nó cũng có dấu hiệu sụt giảm. Thì điều này thì anh thấy vẫn là đương nhiên, vẫn rất bình thường thôi. Nên là việc anh chị em đầu tư trên thị trường lúc này, việc mà chúng ta Thành nghĩ là ở thời điểm hiện tại là anh chị em cũng đang khá là quan tâm về việc là chọn cái cổ phiếu nào mua mới. Đó là lý do vì sao trong cái video cuối tuần vừa rồi Thành có làm một cái video ngắn để hỗ trợ mọi người về các cái cổ phiếu mua mới trong tuần này, hoặc là cho cái báo cáo tài chính kinh doanh quý tư và cụ thể như thế nào Thành đều phân tích chi tiết trong video này rồi. Thì hôm nay Thành cũng sẽ đề cập lại và xem lại các cổ phiếu đó nó đang luân chuyển phù hợp với cái những cái gì mà mình đang chú ý, mình đang theo dõi hay không, để mà chúng ta cập nhật sát sao với danh mục nhất. Và thêm vào đó Thành sẽ phân tích chi tiết các yếu tố về phân tích kỹ thuật và cái động lực tăng giá của các cổ phiếu thuộc nhóm ngành chứng khoán. Thì hy vọng sẽ hỗ đây là những cái nội dung sẽ hỗ trợ cho anh chị đầu tư cho dàn tới nó được tốt và nó được hiệu quả hơn. Vì thời điểm hiện tại Thành cũng biết là rất nhiều anh chị em đang đứng ngoài và muốn mua mới cổ phiếu, nên là chúng ta cũng cần phải có một cái góc nhìn nó khách quan hơn. Chúng ta cũng không được hưng phấn quá với thị trường ở thời điểm lúc này, vì những cái nhịp điều chỉnh, những nhịp giảm nó vẫn sẽ có để mà tạo đà tăng và củng cố cái xu hướng tăng ở thời điểm hiện tại. Thành nghĩ nó một chuyện bình thường thôi. Nên là anh chị em đầu tư lúc này thì chúng ta cũng nên cân nhắc cái thị trọng để mà chúng ta tham gia vào thị trường lúc bây giờ, để mà chúng ta đầu tư nó được hiệu quả và nó được tốt hơn nhiều. Và chúng ta nên chọn một cái ngành nào đó nó phù hợp và chọn cái thời điểm vào nó phù hợp một chút. Chọn ngành là một vấn đề, chọn ngành là để cho anh chị em xác nhận là cái xu hướng tăng của cái ngành đó trong giai đoạn sắp tới, để mà chúng ta chọn cái góc nhìn đầu tư. Và thứ hai là chọn cái thời điểm vào. Thời điểm vào phù hợp sẽ giúp anh chị em có một cái giá vốn nó phù hợp và giúp chúng ta yên tâm nắm giữ đối với các cái cổ phiếu mà nó đang ở trong một cái nhóm ngành đang có xu hướng tăng mạnh. Thì đây là những cái yếu tố, những lý do Thành muốn đề cập về thị trường lúc này. Thì góc nhìn của Thành về thị trường không thay đổi. Nếu mà chỉ số có những nhịp tăng trong một hai tuần tới hoặc là trong tuần này á, nhưng mà nó không có những cái tín hiệu không có những cái sự bứt phá về lực cầu, không sự bứt phá về khối lượng, thì cái việc mà chỉ số bứt thoát khỏi một vùng 1.500 điểm và có những cái nhịp điều chỉnh lại đó là chuyện bình thường. Nên là cái việc nếu mà chỉ số có tín hiệu bứt thoát vùng 1.500 điểm nhưng mà không có sự đồng thuận của khối lượng thì cái nhịp điều chỉnh lại, nhịp rơi lại nó là một chuyện bình thường. Nên là anh chị em nào có đầu tư thì chúng ta nên cân nhắc những cái tỷ trọng của mình khi mà chỉ số nó bứt thoát khỏi vùng này, thì chúng ta phải xem thêm là khối lượng nó đã có ủng hộ hay chưa, hoặc đơn giản hơn hết là tiền nó có đang vào nhóm ngành dẫn dắt và nó có xu hướng lan tỏa sang mấy cái nhóm ngành khác hay không. Đương nhiên Thành vẫn nói đây là những nhóm ngành chủ đạo, thì những cái nhóm ngành mà không được cái dòng tiền ủng hộ thì đương nhiên dòng tiền sẽ không tìm đến. Những nhóm ngành chủ đạo ở đây có thể là ngân hàng, chứng khoán, hoặc là đầu tư công, hoặc là bất động sản khu công nghiệp, hoặc là bán lẻ. Đây là các cái nhóm ngành chủ đạo mà Thành cho rằng ở thời điểm hiện tại vẫn đang thu hút dòng tiền rất là tốt. Nên là chị em nào có đầu tư vào thị trường chứng khoán bây giờ, nên là chúng ta thường chọn những cái nhóm ngành chủ đạo nó là chính. Thì khi mà dòng tiền vào các nhóm ngành dẫn dắt, Thành ví dụ trong các nhóm ngành đó có thể là ngân hàng, có thể là chứng khoán, hoặc là có thể là một vài cổ phiếu nhóm ngành bất động sản, thì nó phải cũng phải có sự lan tỏa sang các cái nhóm ngành còn lại chưa có sự tham gia của dòng tiền, thì đó mới là những cái tính chất tích cực để giúp chỉ số tăng và tăng một cách bền vững trong những giai đoạn sắp tới. Thì đây là cũng là những cái nhóm ngành dẫn dắt cho cái sóng tăng tới của thị trường. Nên là chị em nào có đầu tư thì chúng ta cũng nên lưu ý. Và thời điểm hiện tại cái việc mà chỉ số test về cái mốc hỗ trợ quanh đâu đó khoảng 1.470 điểm á, thì đây là một cái tín hiệu rất là bình thường của chỉ số thôi. Nên là anh chị em nào có đầu tư thì chúng ta cân nhắc. Đối với Thành, những cái nhịp mà nó điều chỉnh như vậy á, đó là những cái nhịp cho anh chị em mình tham gia vào thị trường lúc này. Anh chị em cũng sẽ lưu ý giống Thành nha. Mình chia tỷ trọng ra mua và mỗi cổ phiếu mình sẽ có một cái thời điểm mua khác nhau. Trước tiên Thành xin phép Thành review danh mục trước nha anh chị, rồi sau đó Thành sẽ nói kỹ hơn về các cổ phiếu thuộc nhóm ngành chứng khoán. Thì hôm nay chúng ta thấy là với thị trường như ở thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy cũng không có quá nhiều yếu tố thay đổi đâu. Thị trường vẫn đang giữ quanh cái mốc 1.470 cho tới 1.480 điểm. Nhưng mà chúng ta thấy là về chỉ số VN30 thì cũng có những cái dấu hiệu khởi sắc tương đối so với những cái biến động của thị trường trong ngày. Chúng ta thấy là biến động thị trường trong ngày thì cái sắc xanh nó ít hơn sắc đỏ, nhưng mà đối với chỉ số VN30 thì sắc xanh nó là nhiều hơn. Thì ở thời điểm này chúng ta đang thấy là chỉ số VN30 có cái sự gánh thị trường ở thời điểm hiện tại. Và ngoài ra chúng ta cũng sẽ thấy một cái yếu tố sự luân chuyển của dòng tiền từ đâu anh chị, từ nhóm ngân hàng các cổ phiếu từ nhóm các cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp chuyển sang các cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng, hoặc là một vài cổ phiếu thuộc nhóm ngành chứng khoán. Thì hôm nay anh chị em có để ý thì các cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng ở phần lớn đều giữ được sắc xanh. Thì đây là những cái tín hiệu rất là tốt. Anh chị em nào có đầu tư thì chúng ta cũng nên cân nhắc và chúng ta lưu ý những vấn đề này, bởi vì như Thành nói rồi, dòng tiền sẽ luôn luôn chuyển trên thị trường. Nên là anh chị em đầu tư thì chúng ta cứ cân nhắc và chúng ta chọn mã để chúng ta đầu tư thôi. Chúng ta hạn chế chuyển đổi nhiều ở thời điểm hiện tại.
Đấy, thì đây là những cái yếu tố mà Thành muốn nhắc và Thành muốn chia sẻ với mọi người để mọi người đầu tư tốt và hiệu quả hơn. Còn về danh mục những cái điểm mua cụ thể thì mọi người có thể cập nhật ở đây, ở video trước đó hoặc là video hôm nay Thành cũng sẽ chia sẻ lại, nhưng mà Thành cũng sẽ chỉ nói lại các cổ phiếu mà Thành đã đề cập trước đó thôi. Nên là chị em nào chưa có xem lại video trước thì có thể là xem lại video trước hoặc là bấm vào nút đăng ký kênh để mà chúng ta theo dõi những video tiếp theo của Thành, nó cập nhật sát sao hơn về cái danh mục của mình nếu mà anh chị em đã có mua theo khuyến nghị của Thành. Và Thành xin lỗi nếu mà anh chị em nào có mua mà chúng ta có mua những vùng giá cao hoặc là mua những vùng giá nó không hợp lý thì anh em có thể là nhắn với Thành, trao đổi với Thành qua số điện thoại mà Thành để là ở dòng chữ chạy phía bên dưới để Thành hỗ trợ cho mọi người, để mà tư vấn cho mọi người cơ cấu lại danh mục của mình đầu tư hiệu quả hơn cho giai đoạn sắp tới, và đặc biệt đây cũng một cái thời điểm tương đối là nhạy cảm ở giai đoạn cuối năm nữa. Nên là anh chị em nào đầu tư chưa hiệu quả thì có thể liên hệ với Thành để Thành hỗ trợ cho mọi người, và mọi thứ hoàn toàn miễn phí, nên là anh chị em cũng đừng ngại mà liên hệ với Thành để hỗ trợ nhé. Thì rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay luôn. Thì trước tiên Thành sẽ nói về các cổ phiếu ngân hàng mà Thành đề xuất trong giai đoạn trước đó. Đó là về cổ phiếu BVB. BVB thì mọi người thấy là những cái tín hiệu như các mũi tên Thành chỉ đây, là chúng ta sẽ thấy là các cái tín hiệu test về đường xu hướng rất là tốt và cổ phiếu cũng đã có những cái tín hiệu tích cực rồi. Và ở đây chúng ta sẽ thấy một cái tín hiệu là giá cổ phiếu đã duy trì trên được cái EMA10. Đây là một cái tín hiệu cũng tương đối là ổn. Và EMA10 cũng có xu hướng là muốn cắt lên và giao cắt ở cho EMA20 ở đoạn phía sau. Thì đây là những cái tín hiệu mà mọi người cũng có thể là lưu ý và cân nhắc. Chúng ta sẽ chia tỷ trọng ra giải ngân ở những lúc này và chúng ta chờ đợi một sự bùng nổ của dòng tiền để mà chúng ta tham gia vào thêm, chúng ta gia tăng thêm tỷ trọng, chúng ta giải ngân thêm đối với các cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. Đó đó về cổ phiếu BVB. Thì tiếp theo chúng ta sẽ thấy có cổ phiếu STB. STB thì như Thành cũng đã nói rồi, cổ phiếu vẫn bám giữ được cái xu hướng tăng trong ngắn hạn tương đối tốt nè. Những cái nhịp điều chỉnh và những nhịp test lại anh chị em thấy rất là ổn nè, và test về xu hướng tăng và đều có những cái tín hiệu bật lên và phục hồi lại trở lại. Giá cũng nằm trên EMA10 và có cái kháng cự ngắn quanh EMA20 là quanh giá 29. Và nếu giá bứt thoát được cái vùng này thì sẽ cho một cái tín hiệu rất là tích cực, và cái vùng gần nhất mà giá hướng đến có thể là vùng 31x này đây. Thì anh chị em nào có đầu tư hoặc là anh chị em nào có đang kẹt cổ phiếu muốn cơ cấu lại thì chúng ta có thể là tận dụng những cái nhịp phục hồi của giai đoạn phía sau đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng để mà chúng ta tham gia, chúng ta cơ cấu. Tiếp theo đó là về cổ phiếu HD Bank. HD Bank thì mọi người thấy rồi, cái vùng giá 29 test lại cái vùng hỗ trợ này tương đối tốt. Chúng ta thấy là cổ phiếu có rất là nhiều lần test về vùng hỗ trợ này rồi và thanh khoản vẫn đều duy trì ở cái mức thấp. Thì tín hiệu mà cổ phiếu có những cái nhịp tăng xác nhận trong giai đoạn phía sau đó, chúng ta cần phải chờ thêm. Đó là chúng ta chờ cái sự xác nhận của dòng tiền. Nếu mà dòng tiền vào tốt và tích cực đó, thì chúng ta cũng sẽ có thể là cân nhắc cơ cấu được cái cổ phiếu này. Đó, hoặc là chúng ta có thể là chờ đợi những cái tín hiệu dòng tiền vào, chúng ta có thể đầu tư ngắn hạn cũng được. Thì đây là những cái tín hiệu nó tương đối phù hợp cho một cái cổ phiếu. Nếu mà cổ phiếu bứt phát được cái xu hướng giảm ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ đây vẫn là một cái tín hiệu tích cực. Nên là chị nào có đang đầu tư thì chúng ta cũng nên lưu ý cái tỷ trọng và cân nhắc cái tỷ trọng cho cổ phiếu này. Thì đương nhiên các cái cổ phiếu ngân hàng ở thời điểm này Thành vẫn ưu tiên cái mục tiêu trung và dài hạn nhiều hơn. Nên là anh chị em nào có dòng tiền mới muốn tham gia đầu tư ở thời điểm này, Thành vẫn đánh giá nó là cái thời điểm đẹp để mà anh chị em tham gia. Còn nếu mà anh chị em nào có xu hướng mà lướt sóng ngắn hạn thì Thành nghĩ là nên cân nhắc tỷ trọng cho lúc này. Mình nên phân bổ nó đều ra một chút, bởi vì đôi khi anh chị em đầu tư ngắn hạn mà anh chị em đầu tư vào các cái cổ phiếu mà thời điểm tại nên đầu tư trung và dài hạn á, thì cái điều thứ nhất là anh chị em bị chôn vốn. Và nếu mà chúng ta không may chúng ta chôn vốn quá nhiều vào đó là chúng ta sẽ không đầu tư vào các cái cổ phiếu ngắn hạn khác, nó không phù hợp với cái mục tiêu đầu tư của anh chị. Nên là anh chị em lưu ý với Thành, các cổ phiếu Thành khuyến nghị Thành đều đưa ra cái mục tiêu đầu tư của mình. Anh chị em nào có phù hợp với cái mục tiêu đầu tư cá nhân thì chúng ta có thể là theo, còn anh chị em nào không phù hợp thì chúng ta nên cân nhắc chúng ta chuyển đổi và chúng ta cơ cấu. Thì đối với Thành cái việc chuyển đổi lúc này thì cũng nên cân nhắc đấy. Nên là đây là những cái yếu tố, những cái góc nhìn mà Thành muốn chia sẻ và Thành muốn hỗ trợ mọi người, mình nên chuyển đổi nó một cách phù hợp một chút, chứ chúng ta hạn chế chuyển đổi lung tung, chuyển từ nhóm ngành này sang nhóm ngành khác. Chúng ta cứ chạy theo dòng tiền mà chúng ta không đón đầu dòng tiền thì nó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn cho anh chị ở trên thị trường lúc bây giờ. Đó là về cái nhóm ngành ngân hàng. Thì Thành còn một cái cổ phiếu nữa, đó là VIB. VIB Thành đã chia sẻ với mọi người rất là nhiều rồi, từ vùng nền phía bên dưới nè, và Thành nói là nếu mà cổ phiếu có tín hiệu test lại cái vùng nền này nữa thì đó là những cái lúc mà chúng ta tham gia. Và với VIB ở thời điểm hiện tại Thành nghĩ là đà tăng của cổ phiếu vẫn còn, và việc cổ phiếu duy trì và trở lại cái mốc 50 là hoàn toàn có thể. Nên là anh chị em nào có đầu tư vào cổ phiếu VIB thì chúng ta cũng sẽ lưu ý cái vấn đề này. Nếu mà cổ phiếu có cái ở thời điểm hiện tại thì Thành nghĩ là nếu anh chị em chưa tham gia cổ phiếu này thì trong phiên giao dịch ngày mai, nếu mà cổ phiếu có những cái nhịp điều chỉnh hoặc là những cái nhịp rung lắc, anh chị em vẫn có thể là chia tỷ trọng để tham gia được. Và nếu cổ phiếu bứt phát lên quanh vùng giá 50 thì anh chị em nào có đầu tư ngắn hạn có thể chốt lời ngắn hạn, hoặc là anh chị em nào đang kẹt hàng thì có thể là tận dụng cơ cấu lại. Vì nhóm ngành ngân hàng Thành nghĩ ở trong cái sóng ngắn này anh chị em cũng có thể là tận dụng cơ cấu và luân chuyển sang các nhóm ngành khác, nó sẽ tốt và sẽ hiệu quả hơn. Còn anh chị em nào thích đầu tư dài hạn thì đây vẫn là một cái thời điểm cho anh chị em tham gia, vì cái tín hiệu về các đường EMA và cái xu hướng giá nó vẫn đang tích cực, nên là anh chị em đang tham gia thời điểm này Thành nghĩ vẫn rất ok thôi. Tiếp theo đó là về hai cổ phiếu ngành dầu khí. Thì ở đây Thành sẽ cập nhật lại đối với cổ phiếu BSR. BSR thì ở đây mọi người thấy rồi đó,
Mọi người thấy cổ phiếu VSR thì hôm nay tiếp tục có những cái nhịp test về đường xu hướng, thì đây là cũng là điều mà Thành cân nhắc với mọi người trong cái giai đoạn trong cái video cuối tuần rồi. Nếu mà cổ phiếu có nhịp test về đường xu hướng, đó là cơ hội để anh chị em quay trở lại tham gia, thì anh chị em cũng sẽ cân nhắc những cái nhịp test như thế này. Hay có những cái tín hiệu bật lên trở lại thì chúng ta sẽ quay trở lại tham gia đối với cổ phiếu VSR. Và đương nhiên cổ phiếu cũng đang có cái vùng kháng cự tương đối là mạnh ở quanh mức giá 23, và nếu mà cổ phiếu bứt thoát được cái vùng kháng cự này sẽ cho một cái xu hướng tăng mới về là vùng đỉnh cũ quanh 25-26. Nên là anh chị em nào có đầu tư vào cổ phiếu VSR thời điểm này, chúng ta cũng sẽ lưu ý và cân nhắc với cái tín hiệu tham gia ở thời điểm hiện tại để mà chúng ta đầu tư cho giai đoạn tới nó được hiệu quả hơn. Đây là các cổ phiếu mà Thành cũng gợi ý cho anh chị để mà anh chị em đầu tư cho giai đoạn tới. Tiếp theo là cổ phiếu OI. Cổ phiếu OI thì anh chị em cũng thấy đó, nó có một cái vùng kháng cự ở trên và cái vùng hỗ trợ ở dưới. Thì với những cái tín hiệu một cổ phiếu test về vùng hỗ trợ ở dưới để tạo đà cho xu hướng tăng á, như hôm nay cổ phiếu test về quanh em 10 nè, thì đây cũng là một cái tín hiệu phù hợp đấy để mà anh chị có thể là tham gia vào cổ phiếu này ở thời điểm hiện tại. Nên là anh chị em nào có thích cái nhóm ngành dầu khí thì có thể là chú ý hai cổ phiếu này, cổ phiếu OI và cổ phiếu VSR. Những cái nhịp test về những cái nhịp tích lũy lại quanh đâu đó khoảng 16.5 đó, thì tại những vùng này mọi người chia tỷ trọng cho mình tham gia vẫn rất là ok. Thì đây là hai cổ phiếu ngành dầu khí Thành có lưu ý cho mọi người để mà mọi người đầu tư cho giai đoạn tới nếu mà chúng ta có thích ngành này. Tiếp theo đó là về cổ phiếu SBS. SBS thì mọi người thấy là trong phiên giao dịch ngày hôm nay cổ phiếu đã có tín hiệu là bứt thoát khỏi cái vùng nào, nhưng mà dòng tiền vào bứt thoát nó tương đối yếu, nên là những cái nhịp rung lắc và những nhịp điều chỉnh trong một hai phiên tới vẫn sẽ có. Nên là những cái nhịp này anh chị nào nếu mình chưa có hàng thì mình có thể là cân nhắc trong những nhịp rung lắc, những nhịp điều chỉnh chúng ta tham gia vào lại vẫn rất là tốt. Anh chị em có thể là lưu ý đối với cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán ở thời điểm hiện tại để mà chúng ta chọn cái thời điểm phù hợp chúng ta đầu tư cho giai đoạn tới, nó được thích hợp hơn và nó được tốt hơn, và ngoài ra chúng ta mua được cái cổ phiếu ở những cái vùng giá vốn nó an toàn hơn rất là nhiều để mà anh chị em đầu tư cho giai đoạn sắp tới. Đó là về cổ phiếu SBS. Và tiếp theo là cổ phiếu HCM. HCM như Thành đã nói rồi, cổ phiếu có những nhịp test về đâu đó khoảng quanh em 20 hoặc là test về cái vùng nền bên dưới này, thì đó chúng ta chia tỷ trọng ra để mà chúng ta tham gia. Thì ở đối với cổ phiếu HCM ở thời điểm hiện tại cũng phải cần có những nhịp test về, nên là trong những nhịp test anh chị em hãy tận dụng để tham gia, vì cổ phiếu này Thành vẫn đánh giá sẽ có cái động lực để vượt đỉnh trong những giai đoạn sắp tới. Đó là anh chị em sẽ lưu ý giúp Thành cái vùng đỉnh ở phía trên này, ở nhiều khả năng cổ phiếu cũng sẽ có cho cái tín hiệu vượt nếu mà có những nhịp test ổn trong cái xu hướng tăng trong giai đoạn tới. Anh chị em lưu ý giúp Thành cổ phiếu HCM nhé, những cái nhịp điều chỉnh thì chúng ta cũng có thể quay lại chúng ta tham gia được. VCI hôm nay cổ phiếu duy trì một cái mức tăng tương đối ổn anh chị. Cổ phiếu bứt phát khỏi đường xu hướng giảm và bứt phát khỏi cái vùng kháng cự phía trên là quanh giá 76. Những cái tín hiệu này tương đối phù hợp đối với cổ phiếu trong những giai đoạn sắp tới. Thì đối với VCI ở thời điểm này, nếu mà cổ phiếu có những nhịp rung lắc trong một hai phiên tới, anh chị em cũng có thể là tận dụng tham gia. Còn nếu mà cổ phiếu tiếp tục tăng thì Thành nghĩ là anh chị em hạn chế cái tỷ trọng của mình. Đấy, nên là đối với anh chị em nào có cái dòng tiền mới, chúng ta cực kỳ cân nhắc đối với các cổ phiếu chứng khoán bây giờ. Nên chúng ta mua vào thì chúng ta nên chọn những cái nhịp điều chỉnh nó sẽ hay hơn là mua đùa trong những nhịp tăng. Bởi vì thứ nhất cái dư địa tăng trưởng nó cũng không còn quá nhiều nữa. Đấy, chúng ta phải chờ đợi những nhịp điều chỉnh chúng ta mua vào nó sẽ ổn và nó sẽ hiệu quả hơn trong cái nhịp ngắn hạn như thế này. Đấy, chị em sẽ lưu ý giúp Thành ha. SHS cũng tương tự như vậy. SHS ở thời điểm hiện tại Thành thấy tín hiệu tương đối tốt. Hôm nay cổ phiếu giữ được giá 52 rồi rất ổn anh chị. Thì với việc cổ phiếu giữ được giá 52 ở thời điểm này, nó cho chúng ta một cái tín hiệu là cổ phiếu nhiều khả năng sẽ hình thành một cái mô hình hai đáy như Thành đã kể ở đây. Và nếu mà cổ phiếu bứt thoát được cái vùng giá khoảng 52x này thì nhiều khả năng cổ phiếu sẽ vươn lên tới có những mục tiêu cao hơn, có thể là 56 và có thể cao hơn nữa là 60. Nên là anh chị cũng sẽ cân nhắc những cái yếu tố này, và trong những nhịp tới nếu mà cổ phiếu còn điều chỉnh thì chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta tham gia về đâu đó khoảng 50 51 nè. Tại vì vùng này mọi người tham gia vẫn rất là an toàn cho VSHS. Anh chị em nào có đầu tư thì chúng ta cũng sẽ lưu ý giúp Thành nha. VND thì nó đã tăng nhiều rồi. VND thì nó đã tăng nhiều như Thành nói, Thành có phân tích trong video cuối tuần video và nhóm ngành chứng khoán. Thành nói VND là một trong những cổ phiếu mà nó tăng tốt nhất nhóm ngành chứng khoán ở thời điểm hiện tại. Nó là một trong những cái cổ phiếu tốt nhất đối với các công ty chứng khoán lúc bấy giờ. Đấy, nên là anh chị em nào có đầu tư thì chúng ta cũng sẽ lưu ý. SNI cũng tương tự như vậy anh chị. Nếu mà cổ phiếu bứt thoát được cái mốc khoảng 54 này, 54 bứt thoát được mốc 54 thì nhiều khả năng cổ phiếu sẽ hình thành một cái mô hình hai đáy để mà bứt thoát và tăng điểm lên trong những giai đoạn sắp tới. Còn nếu không, cổ phiếu sẽ có những cái tín hiệu điều chỉnh và test lại cái đường xu hướng và vùng hỗ trợ phía bên dưới, thì đó là những cái lúc mà chúng ta quay trở lại chúng ta tham gia. Đấy, anh chị em cũng sẽ lưu ý ha, những cái nhịp test lại, những nhịp điều chỉnh lại, đó là những lúc chúng ta tham gia thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Đó là về nhóm ngành chứng khoán, một số cổ phiếu đại diện để anh chị em theo dõi. Ngoài ra thì nếu anh chị em có theo dõi thông tin đó, vào lúc 2 giờ hơn hôm nay chúng ta sẽ có một cái tin tức về tăng vốn cổ phiếu VIX. Nên là các cổ phiếu này anh chị em nào có đầu tư thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc những nhịp điều chỉnh hoặc những nhịp tích lũy quanh vùng. Hôm nay cổ phiếu đã bứt phá khỏi xu hướng giảm rồi, thì những cái nhịp mà nó tích lũy trong cái biên độ tích lũy như thế này á, biên độ đang dần thu hẹp lại á, thì anh chị em cũng có thể là tham gia được trong biên độ này một phần và chờ đợi những cái tín hiệu bứt phá, chúng ta sẽ gia tăng thêm thị trọng sau ở những giai đoạn sắp tới. Thì đây là những cái tín hiệu phù hợp cho một cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành chứng khoán. Anh chị em nào có đầu tư thì chúng ta cũng sẽ lưu ý đối với cổ phiếu VIX giúp Thành.
Tiếp theo là cổ phiếu VGT. VGT Thành đã chia sẻ trong video ngày hôm cuối tuần rồi. Nếu mà cổ phiếu có những nhịp điều chỉnh, những nhịp rung lắc thì đó là những cơ hội cho anh chị em tham gia. Còn nếu mà cổ phiếu tiếp tục tăng thì anh chị em cân nhắc tỷ trọng vì cái vùng kháng cự phía trên nó tương đối gần. Đấy, thì anh chị em nào có đầu tư thì như Thành nói đó, tận dụng nhịp điều chỉnh để chúng ta tham gia. Và khi nào cổ phiếu bứt phát được khỏi cái vùng kháng cự, chúng ta sẽ gia tăng thêm tỷ trọng. Thì đây là những cái tín hiệu phù hợp để mà anh chị em đầu tư cho dạng tới. TNG như cái nhóm ngành dịch may Thành có nói rồi nhé, cổ phiếu vẫn giữ những nhịp như thế này thì chúng ta giữ hàng thôi, cái Thành không có khuyến nghị anh chị em tham gia thêm tỷ trọng làm gì đâu, bởi vì nó rủi ro lắm anh chị. Đấy, Thành cũng không có khuyến nghị những cái cổ phiếu rủi ro, cho những cái điểm mua nó rủi ro cho anh chị. Tiếp theo đó là cổ phiếu SCR. SCR như Thành nói đó, nếu mà cổ phiếu test về cái vùng hỗ trợ bên dưới là quanh 20.x 20-21 thì trong vùng này mọi người tham gia vẫn rất là ok. Thì hôm nay thấp nhất chúng ta sẽ có giá là khoảng 20.8, thì trong vùng này mọi người chia cái tỷ trọng ra, mọi người tham gia là tương đối ổn. Còn nếu mà cổ phiếu tiếp tục tăng trong những nhịp sắp tới thì mọi người hạn chế tham gia giúp Thành nha. Thành cũng không có khuyến nghị mọi người tham gia trong cái những nhịp tăng đâu. Cổ phiếu riêng cổ phiếu bất động sản như Thành nói sẽ có những cái nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn để mà mọi người tham gia. Như trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì cổ phiếu đã có những cái tín hiệu điều chỉnh rồi, một số cổ phiếu bất động sản khác cũng đã có tín hiệu điều chỉnh rồi. Nên là chị em nào cứ có thích nhóm bất động sản quá đi chăng nữa mà muốn đầu tư thì lúc này nên chọn những nhịp điều chỉnh để đầu tư, chứ hạn chế đầu tư những nhịp xanh nhé mọi người. Đấy, những nhịp xanh lên là rất dễ bị chốt lời. Như cổ phiếu NTL nè, chúng ta sẽ thấy những cái nhịp test lại cái đường neckline sau đối với cái việc hình thành mô hình hai đáy thì mọi người cũng sẽ lưu ý những cái nhịp test lại nó là những cái cơ hội để mà anh chị em quay trở lại tham gia. Đối với cổ phiếu NTL thì Thành thấy là đối với cổ phiếu NTL thì cái vùng từ 40 cho tới 42 thì đó là cái vùng mọi người chia tỷ trọng ra tham gia, Thành nghĩ vẫn rất là ok. Anh chị em nào có thích đầu tư NTL thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc ở thời điểm hiện tại. Tiếp theo đó là về cổ phiếu KDH. KDH cho mọi người thấy hôm nay cổ phiếu có tín hiệu rút chân tương đối ổn. Như Thành nói trong video cuối tuần rồi, nếu mà cổ phiếu có những nhịp điều chỉnh trong phiên không trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì đó là những lúc mà chúng ta phải quay trở lại chúng ta tham gia, chúng ta chia tỷ trọng chúng ta tham gia. Thì lý do tại sao chúng ta phải chia tỷ trọng như vậy thì bởi vì là ở thời điểm ngày hôm thứ sáu là chúng ta có một tín hiệu dòng tiền lớn rất là tốt, nhưng mà chúng ta vẫn phải chờ xem là cái dòng tiền lớn này về có bị áp lực chốt lời hay không. Nếu mà không bị áp lực chốt lời thì chúng ta sẽ tự tin chúng ta giải ngân. Còn nếu anh chị em chấp nhận rủi ro thì có thể là tận dụng giải ngân những cái nhịp điều chỉnh trước như trong phiên giao dịch ngày hôm nay và chờ đợi tới cái phiên ngày T3, nếu mà không bị chỉnh quá nhiều chúng ta sẽ giải ngân thêm ở giai đoạn phía sau. Và với cái góc nhìn này của KDH thì cái khả năng cổ phiếu vượt đỉnh là vẫn sẽ có, nên là chị em mà có đầu tư vào KDH thì chúng ta cũng sẽ lưu ý những cái nhịp này. Hãy chúng ta chú ý là một số cổ phiếu bất động sản nha. Tiếp theo đó là về cổ phiếu IDJ. IDJ nếu mà có những cái nhịp tích lũy lại và test lại cái đường xu hướng ấy, thì mọi người sẽ cân nhắc một chút. Thì đây là những cái thời điểm mà mọi người nếu mà có tín hiệu bật lên lại thì đó là những cái thời điểm mọi người có thể tham gia. Còn nếu mà cổ phiếu không bật lên lại thì anh chị em cân nhắc cái tỷ trọng giúp Thành. Đó là về các cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản. Ngoài ra có cái cổ phiếu như là Nam Long nè hoặc là DIG mọi người cũng đang khá là quan tâm. Thì với cổ phiếu Nam Long Thành vẫn ưu tiên cái nhịp và nó điều chỉnh vào đâu đó khoảng 60-61 đó. Thì tại cái vùng đó mọi người tham gia vẫn rất là ok. Còn ở những vùng cao trên này Thành không khuyến nghị mọi người tham gia nha. Nên là anh chị em lưu ý giúp Thành nha. Thành không có khuyến nghị anh chị em tham gia trên những vùng cao. Anh chị em sẽ lưu ý đây không phải là cái thời điểm tốt để mà chúng ta mua đuổi, và đặc biệt nó cũng là giai đoạn gần cuối năm rồi, nên là anh chị em lưu ý giúp Thành. Tiếp theo là cổ phiếu SJC. Như Thành nói đó, cổ phiếu SJC có nhịp điều chỉnh về đường xu hướng này rất là ổn anh chị. Thì chúng ta sẽ theo dõi xem là cái nhịp điều chỉnh về đường xu hướng này nó có tín hiệu bật lên ở những nhịp ngày mai như thế nào. Nếu mà bật lên ổn anh chị tham gia vẫn rất là ok. Anh chị em nào có thích đầu tư vào SJC thì chúng ta cũng sẽ lưu ý. Đối với cổ phiếu SJC, những cái nhịp điều chỉnh về như thế này đó là những cái nhịp phù hợp cho anh chị em tham gia ở thời điểm hiện tại. Đó là về cổ phiếu SJC hoặc là về cổ phiếu IDC. IDC như Thành nói cổ phiếu test về vùng hỗ trợ bên dưới là quanh 80 nè, thì tại vùng này của hôm nay cổ phiếu cũng có nhịp bật tương đối ổn. Thì chúng ta nếu mà anh chị em nào an toàn á, chúng ta sẽ theo dõi thêm về ngày mai xem tín hiệu bật của cổ phiếu này như thế nào. Nếu mà nó bật tốt á thì chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta tham gia cho cổ phiếu IDC, Thành thấy vẫn rất là ok. TDC như Thành nói đấy, cổ phiếu cũng sẽ có những cái nhịp test về những vùng hỗ trợ phía bên dưới, và hôm nay cổ phiếu chưa vượt được thành công cái vùng hỗ trợ này thì những cái nhịp test về là hoàn toàn phải có, nên là anh chị em cũng sẽ cân nhắc, và nó chưa có hoàn thiện cái mô hình hai đáy này được, nên anh chị em cũng cân nhắc ở thời điểm này cho cái việc mà đầu tư theo mô hình hai đáy. Hoặc anh chị em nào không đầu tư theo mô hình thì có thể là cân nhắc những nhịp điều chỉnh xem là cái nhịp test lại của nó như thế nào để mà nó xác nhận cái tín hiệu vượt cái vùng kháng cự này quanh 28.5. nên nếu mà cổ phiếu test lại tốt và bứt phá tốt ở những nhịp phía sau thì đó là cái thời điểm anh chị em đầu tư. Còn thời điểm này Thành vẫn ưu tiên quan sát nhé, Thành vẫn chưa có khuyến nghị cho em vào ở thời điểm này. Đấy, chúng ta phải chờ đợi cái tín hiệu xác nhận cụ thể. EJC cũng tương tự như vậy anh chị, vì cái biên độ biến động nó cũng
tương đối lớn, nên là những cái nhịp mà nó điều chỉnh và nó test lại vùng hỗ trợ bên dưới vẫn sẽ có. Nên là chị em nào có đầu tư vào phía EJC ấy, thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc những cái vùng hỗ trợ bên dưới là quanh 30 chấm x. Hiện tại những vùng này mọi người cũng có thể là theo dõi xem cái lực cầu nó bật lại như thế nào, bật lại tốt thì chúng ta sẽ tham gia. Ngoài ra các cổ phiếu như là nhóm ngành xây dựng, như Thành nói HPC đấy, HPC mọi người sẽ chú ý giúp Thành một điều, nếu mà cổ phiếu test về cái đường xu hướng mà có tín hiệu bật lên lại thì mọi người tham gia, còn nếu mà cổ phiếu không bật lên lại thì mọi người cân nhắc cái tỷ trọng giúp Thành nhé. Thành cũng không khuyến nghị là mọi người tham gia mua vào vội ở những thời điểm này đâu, vì cổ phiếu nó cũng đã tăng một cái giai đoạn trước đó rất là nhiều rồi. Thì đối với anh chị em nào đầu tư, chúng ta sẽ mua những giai đoạn bên dưới này, này còn ít ai mà họ sẽ mua những giai đoạn phía trên lắm, nên là chị em sẽ cân nhắc giúp Thành những vấn đề này. Tiếp theo là các cổ phiếu như là về nhóm ngành đá này, đá chúng ta sẽ có KSP đó, như Thành nói KSP ở thời điểm hiện tại giữ nhịp tương đối ổn chị, đây cổ phiếu đang giữ nhịp lại tương đối ổn thì cái khả năng mà cổ phiếu bứt phá khỏi vùng 42 cũng là cái đường neckline cho mô hình hai đáy ở thời điểm hiện tại nó vẫn hoàn toàn có thể. Nếu mà cổ phiếu bứt phá tốt quá sẽ hình thành mô hình hai đáy và cho những vùng mục tiêu cao hơn, có thể là quanh đâu đó khoảng 44 nè hoặc xa hơn là 50, thì đây là cái mốc tiếp theo cho cổ phiếu KSP. Và hôm nay dòng tiền vào cũng tương đối ổn đấy anh chị, nên là chị em nào có đầu tư thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc cho cái tín hiệu dòng tiền như hôm nay. Còn việc mua mới ấy, thì anh chị em sẽ cân nhắc những cái nhịp điều chỉnh chúng ta sẽ mua, hoặc là chờ cái dòng tiền lớn này về này, là rơi vào khoảng thứ năm đấy, vào khoảng thứ năm mà áp lực điều chỉnh không quá nhiều chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta đầu tư. Thì đây là những cái góc nhìn Thành cũng chia sẻ với anh chị để anh chị em đầu tư vào cổ phiếu KSP nó được tốt và nó được hiệu quả hơn. Tiếp theo là cổ phiếu VCC. VCC thì ở thời điểm hiện tại theo góc nhìn cá nhân thì nó đang hình thành mô hình lá cờ, nên là chị em cũng sẽ theo dõi cái mô hình này. Nếu mà cổ phiếu test về những vùng hỗ trợ bên dưới ổn quanh 24-25 thì tại những vùng này mọi người cũng có thể là cân nhắc mọi người tham gia trước một phần được, và chờ đợi khi nào cổ phiếu hoàn thiện mô hình thì chúng ta sẽ gia tăng tỷ trọng ở những nhịp tiếp theo cho cái cổ phiếu VCC thuộc nhóm ngành xi măng. Anh chị em lưu ý giúp Thành nhé. Tiếp theo đó là về cổ phiếu ANV. ANV thì hôm nay có nhịp bứt phá khỏi cái mô hình rồi, để anh chị thấy cái mô hình lá cờ đấy. Thành tắt bớt các đường may cho mọi người dễ hình dung nha. Đây anh chị sẽ thấy cái mô hình lá cờ, đấy mô hình đang có những cái tín hiệu là bứt phá khỏi mô hình khi giá cổ phiếu đã chạy được hơn 2/3. Đây những cái tín hiệu bứt phá như vậy Thành thấy vẫn rất tích cực và rất là uy tín khi mà có cái sự đồng thuận giữa giá và khối lượng. Và những cái nhịp test về cái vùng hỗ trợ bên dưới có thể là quanh 35 36 á, tại những vùng này mọi người cân nhắc cũng có thể là quay trở lại tham gia được, hoặc là an toàn cứ chờ đợi dòng tiền lớn về. Nếu mà dòng tiền lớn áp lực không quá nhiều thì chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta tham gia thôi. Đây là những cái tín hiệu rất là phù hợp đối với một cái cổ phiếu đang hoàn thiện cái mô hình của mình. Tiếp theo đó là về cổ phiếu VHC. VHC thì ở thời điểm hiện tại vẫn giữ nhịp rất là tốt, nhưng mà nó đang có cái vùng kháng cự phía trên chị. Nó đang có vùng kháng cự phía trên và nó chưa bứt phá được cái vùng đỉnh này. Nếu mà giá cổ phiếu bứt phá được vùng đỉnh này tốt quá thì sẽ cho những cái tín hiệu tích cực và phù hợp hơn. Và thời điểm hiện tại cổ phiếu đang cũng đang hình thành cái mô hình vai đầu vai. Nên anh chị em nào có theo dõi mô hình thì cổ phiếu cũng đang hình thành mô hình vai đầu vai cho mình. Nếu mà cổ phiếu bứt phá được cái vùng cái đường neckline này rồi thì nó vẫn là tín hiệu tốt rồi. Và cổ phiếu cần phải có những cái tín hiệu test về đường neckline và cho những tín hiệu bứt phá ở giai đoạn phía sau. Thì đây là về cổ phiếu thuộc nhóm ngành thủy sản. Mọi người lưu ý vẫn rất là ok nha. Đấy, thì anh chị em sẽ lưu ý lại, nếu mà có đầu tư theo mô hình thì chúng ta sẽ lưu ý và đầu tư theo kháng cự ở giai đoạn phía trên quanh 67.5 nè. Nếu mà cổ phiếu có nhịp test lại và có tín hiệu bật lên trở lại tốt thì chúng ta mua trước một phần và chờ đợi những tín hiệu vượt 67.5 thì chúng ta gia tăng thêm cái phần còn lại. Tiếp theo là các cổ phiếu phân bón, như Thành nói cổ phiếu DBM đến chị, cổ phiếu vẫn đang có những cái tín hiệu giữ nhịp tích lũy tương đối ổn, thì anh chị em nào có chấp nhận rủi ro chúng ta có thể mua trong cái biên độ tích lũy này trước một phần và chờ đợi những cái tín hiệu bứt phá, chúng ta sẽ gia tăng thêm rủi ro. Và ở thời điểm hiện tại Thành thấy cổ phiếu vẫn đang duy trì cái mô hình cờ thôi, nên là đối với Thành với góc nhìn điểm mua mà theo sự an toàn thì Thành có thể không mua vội lúc này, Thành sẽ chờ những nhịp test về cái vùng bên dưới, vùng hỗ trợ bên dưới để Thành mua vào ở những nhịp phía sau thì nó sẽ an toàn hơn cho cổ phiếu DBM. Anh chị em nào có thích nhóm ngành đạm, nhóm ngành phân bón thì chúng ta sẽ lưu ý một chút nha. Cổ phiếu DCM cũng tương tự như vậy, Thành đã cho mua thăm dò trước một phần trong cái biên độ tích lũy rồi, và Thành chờ những cái tín hiệu nó phù hợp, nó cụ thể hơn, Thành sẽ gia tăng tỷ trọng cho những phiên phía sau. Nên là chị em nào có thích cổ phiếu DCM thì chúng ta sẽ lưu ý ha, những cái nhịp mà nó tích lũy trở lại như thế này nó là những cái nhịp phù hợp để mà chị em tham gia vào cổ phiếu DCM lúc này. Đấy, chị em nào có thích các cổ phiếu thuộc nhóm ngành phân bón thì chúng ta sẽ lưu ý. Về nhóm ngành phân bón thì Thành vẫn đánh giá đây là một cái nhóm ngành có cái báo cáo tài chính kinh doanh quý ba tương đối tốt, quý tư tương đối tốt, nên là chị em cũng sẽ lưu ý lại. Đấy, còn chị em nào có đầu tư và thích các cổ phiếu nhỏ hơn một chút, có game thoái vốn của nhà nước nè, đấy thì chúng ta có thể là chú ý là LS thì có những cái nhịp điều chỉnh, những nhịp test lại vùng hỗ trợ bên dưới quanh 25 đó, thì tại những vùng này chị em tham gia vẫn rất là ok thôi. Anh chị em nào có thích LS thì có thể lưu ý lại.
Bên cạnh ngành đạm thì chúng ta sẽ có nhóm ngành hóa chất. Thì ở nhóm ngành hóa chất chúng ta sẽ thấy có cổ phiếu Đức Giang. Đức Giang thì hôm nay chúng ta thấy là cái tín hiệu mà nó phá vỡ mô hình nó là nó hơi tệ rồi, nó phá vỡ cái mô hình rồi, nó không không còn đi theo mô hình này nữa và nhiều khả năng nó sẽ test lại cái vùng nền ở phía bên dưới. Thì với tín hiệu test này chúng ta lại tiếp tục theo dõi. Thì như hôm trước video hôm cuối tuần Thành cũng đã nói với mọi người rồi, cái việc mà cổ phiếu test là vùng nền thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp thôi, xem cái tín hiệu test nó như thế nào và chúng ta sẽ quay trở lại tham gia ở những nhịp sau. Còn ở thời điểm hiện tại thì Thành cũng chưa có khuyến khích chúng ta mua vội, Thành vẫn khuyến khích cái tín hiệu nó theo dõi nhiều hơn, vì đã đầu tư theo mô hình thì cổ phiếu phải hoàn thiện mô hình thì chúng ta mới đầu tư được. Còn cổ phiếu cứ lưng chừng như thế này sẽ rất là khó cho anh chị đầu tư, mà khi cổ phiếu đã phá hủy cái mô hình của mình rồi ấy, thì mình cân nhắc chọn sang các cổ phiếu khác và chờ những cái thời điểm nó tốt hơn để chúng ta quay lại. Tiếp theo là cổ phiếu MWG. MWG là về về nhóm ngành bán lẻ. Bán lẻ thì anh chị em cũng sẽ thấy những cái tín hiệu tích lũy của cổ phiếu tương đối ổn, những cái nhịp tích lũy và có những nhịp tăng giai đoạn trước, dòng tiền lớn ra vào, thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp trong những nhịp tích lũy, thành thấy vẫn rất là tốt. Anh chị em nào có đầu tư và thích cổ phiếu vốn hóa lớn thì chúng ta sẽ chú ý cổ phiếu MWG, thành nghĩa thời điểm này vẫn rất là ok cho anh chị em nào có thích đầu tư vào nhóm ngành bán lẻ. DGW cũng tương tự như vậy, anh chị em nào có thích cổ phiếu DGW thì cái vùng giá quanh 120 thì chúng ta có thể là xem xét và cân nhắc được. Chúng ta mua thăm dò trước như cái mô hình của DGC lúc nãy, nên anh chị em nào có mua thăm dò thì những cái nhịp mà nó rơi khỏi mô hình như vậy rồi chúng ta đầu tư theo mô hình thì chúng ta nên tuân thủ nguyên tắc chúng ta hạ tỷ trọng, chúng ta chuyển và chờ đợi những vùng giá tốt hơn để chúng ta quay trở lại. Thì với cổ phiếu DGW cũng vậy, anh chị em mua thăm dò trong biên độ tích lũy này thì chúng ta sẽ chờ những nhịp bứt phá chúng ta gia tăng thêm, hoặc chúng ta chờ những nhịp điều chỉnh chúng ta sẽ theo dõi những nhịp điều chỉnh, nếu mà nó không tích cực thì chúng ta sẽ hạ bước tỷ trọng. Thì việc đầu tư theo mô hình chúng ta nên tuân thủ theo nguyên tắc, đây là một trong những cái lý do mà chúng ta cần phải nắm ở trên thị trường để mà chúng ta tránh cái việc thua lỗ quá nhiều. Với anh chị việc cái việc mà chúng ta không tuân thủ nguyên tắc sẽ dẫn rất là dễ dẫn đến cái lý do chúng ta thua lỗ trên thị trường chứng khoán. Đây là một số cái lời khuyên Thành muốn hỗ trợ và chia sẻ với anh chị để mà anh chị em đầu tư nó có nguyên tắc và nó có hiệu quả hơn thôi. Tiếp theo là về nhóm ngành dược. Nhóm ngành dược thì chúng ở đây chúng ta sẽ có là DVN. DVN thì có những tín hiệu test đường xu hướng rất là tốt nè. Anh chị em nào mua thì có thể là mua thăm dò trước thôi và chờ đợi cái tín hiệu dòng tiền như thế này nè, chúng ta sẽ gia tăng thêm. Với những cái cổ phiếu như DVN thì mình thấy cái tín hiệu nó rất là phù hợp. Anh chị em nào có đầu tư thì chúng ta sẽ cân nhắc một chút đối với cổ phiếu DVN ở thời điểm này. Hoặc là cổ phiếu AMV. AMV thì chúng ta thấy là vừa rồi có một cái tín hiệu dòng tiền lớn vào và trước đó dòng tiền lớn còn chưa thoát khỏi cổ phiếu này, thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc những cái nhịp tích lũy lại như thế này nè. Và phiên ngày mai nếu mà cái áp lực dòng tiền lớn, áp lực bán nó không quá nhiều á thì chúng ta sẽ quay lại chúng ta tham gia đối với cổ phiếu AMV. Và nếu cổ phiếu bứt thoát được khỏi cái vùng giá 15 á thì đó là những cái lúc mà chúng ta anh chị em nên gia tăng tỷ trọng cho cổ phiếu AMV này. Đó là về ngành dược, anh chị em lưu ý là giúp Thành ha. Về mảng bán lẻ thì có mảng xe hơi đấy, Thành có sẽ lưu ý các cổ phiếu là HAX. HAX mọi người sẽ lưu ý lên vùng này giúp Thành, những cái tín hiệu mà nó test về đường xu hướng á, anh chị em cân nhắc những cái tín hiệu đó, nếu mà có tín hiệu bật lên thì anh chị em tham gia vẫn rất là ok cho cổ phiếu HAX ở thời điểm hiện tại. Vì cái nhịp tích lũy ở thời điểm này thì anh thấy nó đang dần dần nó thu hẹp cái biên độ lại rồi, anh thấy và thanh khoản nó cũng duy trì ở mức thấp rồi, nên là cũng là những cái tín hiệu tương đối ổn nên anh chị em có thể là theo dõi lại ở thời điểm này. Nên về nhóm ngành năng lượng, nhóm ngành năng lượng thì chúng ta sẽ có HDG. HDG thời điểm hiện tại cổ phiếu đang duy trì cái nhịp tích lũy, đang duy trì cái biên độ tích lũy rất là ổn, thì chúng ta sẽ theo dõi thêm. Đối với Thành thì Thành theo dõi thêm, Thành chưa mua mới vội nha. Đấy, những cái nhịp tích lũy như vậy Thành sẽ theo dõi thêm, theo dõi cái tín hiệu tích lũy của nó xem như thế nào. Nếu mà tích lũy ổn thì Thành sẽ gia tăng tỷ trọng ở những vùng phía sau. Đấy, anh chị em cũng sẽ lưu ý đối với cổ phiếu này, hoặc là nếu mà mình muốn mua mới mình chờ những cái tín hiệu dòng tiền vào tốt thì mình sẽ gia tăng tỷ trọng, hoặc là mình mua vào ở những cái giai đoạn phía sau nó sẽ an toàn hơn là mình mua vào ở thời điểm này. Nên anh chị em lưu ý thì chúng ta có thể là đưa vào danh sách theo dõi thôi, chúng ta hạn chế chúng ta mua mới ở thời điểm này. Tiếp theo đó là về cổ phiếu BC1. BC1 thì hôm nay chúng ta thấy là cổ phiếu test về cái vùng hỗ trợ, vùng đỉnh trước tương đối ổn, thì chúng ta cứ theo dõi cái nhịp test này thôi. Nếu mà duy trì cái nhịp test ổn thì chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta tham gia. Còn nếu mà cổ phiếu không test ổn, cổ phiếu rơi khỏi vùng hỗ trợ này thì chúng ta cân nhắc những cái tín hiệu, chúng ta chờ những vùng giá sau, những vùng giá thấp hơn để chúng ta quay trở lại. Đây là một cái tín hiệu bình thường của cổ phiếu, nên là anh chị em nào có đầu tư thì chúng ta nên tuân thủ nguyên tắc thì nó sẽ dễ hơn trong cái việc thứ nhất là anh chị em giải ngân, thứ hai là anh chị em chọn cái vùng mua vùng bán nó sẽ an toàn hơn. Tiếp theo đó là về cổ phiếu BMB. BMB thì ở lúc này nó đã chạy rồi, Thành cũng có cổ phiếu đang tuân thủ theo cái mô hình vai đầu vai này, vai đầu vai ngược, thì anh chị em cũng sẽ theo dõi đối với cổ phiếu BMB lúc này. Thì nếu mà có những cái nhịp chỉnh, những nhịp rung lắc thì đó là những cái cơ hội anh chị em quay trở lại, anh chị em đầu tư lướt sóng cũng vẫn rất là ok. Và cổ phiếu này thanh khoản tương đối thấp, nên là đối với anh chị em là vốn hóa lớn thì chúng ta cũng nên cân nhắc cái vốn hóa của mình nha. Đây là một số cái cổ phiếu mà Thành đã đề cập trong cái video cuối tuần, thì sẵn video này Thành sẽ nhắc lại và Thành sẽ đồng hành với mọi người trong những cái danh mục này luôn. Và chúng ta sẽ nói thêm một chút về cái chủ đề trong phiên hôm nay về các cổ phiếu thuộc nhóm ngành chứng khoán.
Thì đây là cái file mà Thành đã tổng hợp các công ty chứng khoán về những cái như là lợi nhuận cho vay nè, cái lợi nhuận môi giới nào, lợi nhuận tự doanh. Thì ở đây Thành đã dùng báo cáo tài chính kinh doanh quý 3 để mà Thành phân tích, và đó chúng ta cũng sẽ cho thấy những cái góc nhìn nó tương đối và nó sẽ tương xứng trong báo cáo tài chính kinh doanh quý 4. Và ngoài ra thì hai cái câu chuyện mà Thành muốn đánh giá và Thành muốn trao đổi, muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay về nhóm ngành chứng khoán, đó chính là về câu chuyện là thị phần và thứ hai là về câu chuyện tăng vốn. Thì như anh chị em cũng đã biết thì với các công ty chứng khoán ở thời điểm hiện tại họ đang đua nhau tăng vốn. Gần đây nhất chúng ta thấy đón nhận những cái tin tăng vốn của VND, thứ hai là của SSI, và sau đó thì một số cái công ty chứng khoán khác cũng dần hé lộ các tin tức, các tin đồn trên thị trường. Và như hôm nay là chúng ta đón nhận được cái tin tăng vốn của cổ phiếu VIX. Thế thì có nghĩa là các công ty chứng khoán họ sẽ đua nhau tăng vốn. Bởi vì sao anh chị? Nếu mà họ sẽ tăng được vốn, họ tăng vốn thì họ sẽ thu hút thêm cái dòng tiền và họ sẽ tiếp tục cho vay ở công ty chứng khoán. Cái thị phần cho vay nó tăng trưởng rất là nhanh và tăng trưởng rất mạnh so với ngân hàng anh chị. Có nghĩa là quy mô của ngân hàng họ quá lớn đi, họ cho vay quá lớn nên là cái tốc độ tăng trưởng của họ sẽ chậm hơn một chút. Còn đối với các công ty chứng khoán tăng rất nhanh, nên là những cái công ty chứng khoán chúng ta sẽ phân tích rồi coi xem thử doanh nghiệp đó đang mạnh về mảng nào đấy để mà chúng ta đầu tư. Thì chẳng hạn như mạnh mảng cho vay lúc này tăng vốn để cho vay, tăng vốn để thu hút nhà đầu tư, thì chúng ta sẽ xem là công ty nào đang có cái lợi thế về cho vay, đang có lợi thế về nhiều về cho vay, thì đương nhiên cái công ty đó nó sẽ tăng trưởng cho vay. Thế nên một số yếu tố chị lưu ý nha, chúng ta sẽ xem thử là công ty nào đang có lợi thế về cho vay nhất thì công ty đó nó sẽ tăng trưởng về cho vay nhanh nhất, nên nó sẽ tiếp tục tăng vốn nhanh nhất tại vì nó đang có lợi thế mà anh chị. Cái thị phần cho vay nó nhiều và nó đang cho vay tốt và cho vay cũng đem lại cho nó một cái nguồn thu rất là lớn và chiếm tỷ trọng nhiều trong cái doanh thu của họ, thì cái việc mà họ tăng trưởng, họ tiếp tục cho vay nó là một cái chuyện đương nhiên thôi anh chị. Thế nên là cái việc mà doanh nghiệp tăng vốn để cho vay thì chúng ta nên chọn các cái doanh nghiệp mà lợi nhuận từ cho vay cao nè và phải đang đánh vào cái mảng cho vay tốt, thì chúng ta nên chọn những cái doanh nghiệp đó. Đương nhiên thì anh chị em cũng phải là coi là cái việc tăng lợi nhuận này nè, cái việc tăng 3 lần, tăng 2 lần, tăng 4 lần so với cùng kỳ hoặc là so với quý trước á, thì chúng ta cũng cần phải xem xét thêm một cái yếu tố là nó chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong cái phần doanh thu của cái doanh nghiệp đó, hoặc là trong cái tổng lợi nhuận, tổng doanh thu của doanh nghiệp đó. Thì đó là những cái góc nhìn để mà anh chị em có thể đánh giá là cái mảng cho vay này tăng tốt nè, nhưng mà nó có đang chiếm tỷ trọng nhiều hay không. Nếu mà chiếm tỷ trọng nhiều thì nó sẽ đây là một cái doanh nghiệp phù hợp để mình lựa chọn, mình đầu tư theo cái góc nhìn tăng vốn. Và nếu mà ngoài ra thì chúng ta xem xét thêm là nó có cái tin tăng vốn hay chưa. Đấy, thì đó là những cái yếu tố và những cái chất xúc tác khiến giá cổ phiếu tăng mạnh trong những ngày sắp tới. Thì một số cổ phiếu khi nãy Thành về nhóm ngành chứng khoán Thành có đề cập với mọi người rồi, thì ở đây Thành sẽ chia sẻ hai góc nhìn để mọi người đầu tư thôi. Và thứ hai là về cái sóng thị phần. Sóng thị phần thì người ta sẽ thường tập trung vào các cái doanh nghiệp mà có thị phần lớn như là HCM, VND, SSI hoặc là một số công ty khác, thì chúng ta cũng thể kể đến là có thể là SHS nè, hoặc là thị phần đang giành lại thị phần ở thời điểm hiện tại đó là TCBS thì nó chưa lên sàn, hoặc là VBS ở thời điểm hiện tại đang dẫn đầu thị phần, thì đây là hai công ty chứng khoán chưa lên sàn. Thì đây Thành chỉ đề cập các công ty chứng khoán đã lên sàn mà thôi, nên là chị em cũng sẽ lưu ý lại. Thì thị phần chúng ta sẽ nhìn vào cái môi giới và xem là cái tỷ trọng của nó đang nhiều hết, và xem cái thị phần này anh chị em sẽ coi được nhé, việc coi được trên những cái trang thông tin chúng ta sẽ tìm hiểu. Nó chỉ cần lên mạng gọi thị phần của các công ty chứng khoán cập nhật, nó sẽ cập nhật từng tháng cho anh chị, có một trang web sẽ cập nhật từng tháng. Thì đây anh chị em sẽ coi vào cái lợi nhuận môi giới, xem cái lợi nhuận này tăng tốt hay không, nó có tích cực hay không, nó chiếm tỷ trọng nhiều trong cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hay không. Thì đối với Thành á, giữa hai sóng, sóng thị phần và sóng tăng vốn á, thì sóng tăng vốn lúc nào cũng sẽ mạnh và dài hơn, và cái việc cho vay nó sẽ lúc nào cũng sẽ tốt và nó sẽ tối ưu hóa cái lợi nhuận của doanh nghiệp nhiều hơn và bền vững hơn so với cái việc môi giới. Thì anh chị em cứ nghĩ đi, điều đơn giản không, cái việc mà vốn hóa nước ngoài, cái việc mà nước ngoài vốn nước ngoài họ sang đây cái vốn rất là rẻ anh chị. Cái việc mà tăng thị phần môi giới nó phụ thuộc vào phí giao dịch, mà phí giao dịch thì anh chị em có thấy là vốn nước ngoài họ rẻ thì những cái phí 0,1%, 0,15% hoặc là thậm chí là 0,2, 0,3% thì họ cũng chẳng màng tới cái đó anh chị. Họ thật sự họ chẳng màng tới cái đó, bởi vì vốn họ đang rẻ hơn chúng ta rất là nhiều, cái sự chênh lệch thôi là cũng đã thấy là họ đang có lợi hơn chúng ta rất là nhiều rồi. Vì cái vốn rẻ của nước ngoài họ đổ vào thị trường chúng ta thì họ sẽ giành lại các thị phần môi giới từ các yếu tố đó, từ phí giao dịch. Thì đó là những cái yếu tố mà các công ty chứng khoán đầu ngành cũng cần phải xem xét. Tuy nhiên là với mạng cho vay thì chúng ta sẽ có cái lợi thế huy động vốn nó lớn hơn, và chúng ta huy động được những cái dòng tiền nó tích cực hơn và nó hỗ trợ cho doanh nghiệp cho vay. Thì đây là những cái yếu tố mà mọi người cũng cần phải cân nhắc. Thì vì các công ty chứng khoán nước ngoài họ không thể huy động vốn trên thị trường chứng khoán được chị, có nghĩa là các công ty chứng khoán này họ đã lên sàn rồi, các công ty chứng khoán chúng ta đã lên sàn rồi thì rất là dễ dàng huy động vốn, và cái vốn chúng ta tăng thêm chúng ta sẽ chủ động hơn rất là nhiều, và đương nhiên lợi nhuận từ việc cho vay nó vẫn sẽ nhiều hơn là lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch. Thì anh chị em cũng sẽ cân nhắc nhé, chúng ta giao dịch nếu mà ở đây anh chị em nào có sử dụng margin, chúng ta sẽ biết giai đoạn vừa qua
anh chị em nào sử dụng margin, chúng ta sẽ thấy là cái lãi lúc nào nó có nhiều hơn so với chi phí giao dịch. Thì đây là một số yếu tố mà Thành chia sẻ với anh chị để mà anh chị em xem và anh chị em theo dõi, để mà chúng ta đánh giá được một cái công ty chứng khoán nào là nó phù hợp với cái mục tiêu đầu tư của mình đầu tư theo theo tăng vốn hay là đầu tư theo thị phần. Thì đây là những cái yếu tố mà anh chị em cần phải lưu ý và mình cần phải cân nhắc, và mỗi cái yếu tố nó cũng đã phù hợp với mục tiêu đầu tư khác nhau rồi. Như Thành nói, muốn nhanh thì có thể là chọn thị phần, và muốn muốn lâu và vẫn bền vững thì có thể là chọn tăng vốn. Thì đây là những yếu tố mà mình có thể là cân nhắc và chúng ta theo dõi lại để mà chúng ta phân loại doanh nghiệp và chúng ta chọn được doanh nghiệp nó tốt và nó hiệu quả hơn. Ở đây là những cái góc nhìn cá nhân, quan điểm chia sẻ cá nhân, để mà hy vọng mọi người sẽ chọn được cái cổ phiếu tốt và mọi người đầu tư nó được hiệu quả trên thị trường. Còn nếu mà chị em đang đầu tư chưa thật sự hiệu quả thời điểm hiện tại và muốn kiếm lợi nhuận lúc bấy giờ, và đây cũng là cái giai đoạn cuối năm á, thì anh chị em cũng sẽ có thể là liên hệ Thành, để liên hệ Thành thông qua số điện thoại. Thành sẽ hỗ trợ và cơ cấu lại danh mục cho mọi người để mọi người đầu tư hiệu quả và đầu tư được tốt hơn. Và nếu anh chị em nào muốn nhận cái file về ngành chứng khoán này thì có thể liên hệ Thành thông qua cái số điện thoại qua Zalo. Thành sẽ gửi file này cho mọi người để mà chúng ta cùng nhau tham khảo. Đấy, thì những cái hoạt động này Thành sẽ không tính phí, nên mọi người nếu mà anh chị em thật sự có nhu cầu thì có thể liên hệ Thành nhé. Hy vọng video sẽ đem lại nhiều giá trị cho anh chị. Chúc anh chị em có một buổi chiều tối thật là vui vẻ và một phiên giao dịch ngày mai thật là thành công nhé. Xin chào tạm biệt anh chị.